Rồi em kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay là em test con Amly Maxitox MA9000 nha. MA9000 em vừa về. Và con này thì đã có bác khách ở Hà Nội đã chốt ha. Và bây giờ cái thủ tục cuối cùng là em test trước khi lên đường gửi cho bác. Thì con này tình trạng là nguyên thùng xốp đầy đủ tất cả các phụ kiện như một cái con mới. Và máy là đẹp như mới anh em nha. Đây, máy đẹp như mới ha. Đây, đẹp long lanh luôn. Những con này thì miễn bàn rồi nè. Và hôm nay thì em sẽ ghép với cặp JBL 9800 SE với Maxitox thì quá là ok. Đang dùng cặp dây lo nào đó Valentine 1 ha, 49 triệu anh em nha. Còn cặp dây RCA thì em đang cục dùng cái cặp dây RCA là cỏ thôi. Cái dây mà 3m em làm để nó dài để em test đồ thôi, chứ không phải dây cao cấp gì cả anh em nha. Đó. Rồi mời anh em nghe một bản trước khi em nó lên đường nha. Rất là tuyệt nè. Lời tình đông đưa theo gió.
Rồi anh em, quá tuyệt, quá ok luôn em nha. Thì anh em nào làm bộ đôi này chơi Tết khá là phê ha. Dọn dẹn đâu đó khoảng 450 triệu cho âm ly và loa. Thì 50 triệu tiền cặp dây loa nữa là khoảng 500 triệu ha, nếu kết hợp ha. Rồi em kính chào anh em và em sẽ tiến hành đóng gói gửi luôn cho bác khách trong ngày hôm nay. Chào anh em.